hàng về buổi trưa nha anh em. Buổi trưa nắng nực mà quá trời đồ về mà. Đó, biển Kinh Tư nha anh em. Xe này nhìn cái đầu bò ghiền quá ghiền, chịu không nổi. Địch rớt lúa, đầu bò nè anh em. Phơi không anh em? À, đầu bò này có rửa cho chân nha. Để nguyên như luôn. Hết kiếp cổ đã. Xe này combo chưa khởi cổ nữa. Nữ Bạc Liêu 4 con. Hết biết cái đầu bò đẹp anh em. Bây giờ bóc móc vậy nhìn nó khoái anh em ha. Trắng cờ luôn, nhìn không phê. Một chiếc ha. FZ. FZ 2 chìa khóa luôn nè. Hai chiếc. FZ này xe chùm mền không. Chạy mới có 7-8 ngàn cây gì đó. 2015 tới giờ 5 năm mà chạy mới có 7.898 cây. Quá mới luôn vậy nè. Bằng giá xe kia vậy nè. Đó, hai chiếc. 650 luôn nè. Này anh em Bạc Liêu là đúng bài luôn. Bồ đẹp anh em ha. Bồ đẹp. Phu 2 giá rẻ xình. Mới mua 12 triệu. Khi chuyển bỏ bán 13 triệu rồi. 13 triệu. Giờ anh em dọn uy uy yết vậy đó, làm gì đó làm vậy nè. Máy im ngon. Xe này chưa rớt máy luôn á anh em. Chưa máy luôn, có làm đâu nồi thôi. Ba triệu bao sơn rồi. Khu ít mới về luôn ha. Khu ít yếm này là chắc 21 rồi. Nhìn màu lại biết 21. Phải không ta? Đúng rồi, đây là 21 luôn. Áo dán keo luôn á. Chưa rửa luôn. Mới về nóng hổi luôn. Quay 110 Thái MTE luôn anh em ha. Đúng đời đẻ luôn. Đúng đời đẻ luôn. Nó MTE biển 9 nút Kiên Giang. Một đời chủ luôn. Phê. Xe dọn anh em ha. Xe dọn. Hai mấy triệu à. Xe này à, bán cho anh em 26 triệu anh em ha. Nó hồ sơ thì thêm tiền vô. Anh em muốn rút bộ thêm tiền vô. Mà rút bộ anh em ơi. Để cho anh em Kiên Giang mua về đi cà phê. Đang biển 4 con mà đúng thắng đẻ nè. Đời đẻ giờ hiếm lắm nha nè. Đấy. Rồi Alpha. Alpha này dọn sẵn hết rồi. Xe này chưa gất đầu luôn á. 14 năm nha nè. Quá rẻ ha. Biển Giang 4 con nữa nè. Bán 14 năm lại luôn. Nhớ giá hơn trường. Xuống tới cái này. Này là con cá mập. Đi tâm chùm nhìn đảo anh em ơi. Ông thật tâm chùm nhìn nó ngầu quá. Mẫu LED 2019 nha anh em. Xe này nó chơi Boe độ anh em ha. Anh em về Boe Gin nó cũng có nhiêu anh em. Anh em thấy không? Đó. Boe độ đó. Xe còn mới, thử đi mấy ngàn này. Đâu rồi? Mười sáu ngàn. Ô đô là đúng ha anh em ha. 16 ngàn. Rồi cho anh em về khỏi độ
vỏ đi thở xe chưa thay gì cuối luôn. Tặng thêm cho anh em cái bộ engine của nó luôn ha. Tặng thêm cái bộ engine cho anh em nó luôn. À, giá 32 triệu. À, bộ e này bộ engine luôn. Về muốn xài cái nào đó xài. Thay cũng vô dễ thôi. Coi lóc. Thấy không? Không bung nổ, ốc tán rồi trắng tư. À, về đi chơi Tết. Để nguyên tem cá mập vậy. Covid sang đang chạy nữa. Covid 42 triệu. À, thêm cái full red này nữa. Full red màu đỏ. Đó. Đẹp quá đẹp mà. 26 năm. Màu đỏ ha. Nhìn giống như quay Thái. Nhìn giống như quay Y vậy em ha. Màu đỏ. Wow. Biển số phát tài phát lộc không vậy ta? Tài phát lộc. Tài phát. Ừ. Phát tài phát lộc luôn. Ồ, biển số này ý nghĩa nha ta. Biển Kiên Giang luôn. Ha. Xe này cũng mua của anh em này gì? Dạng cũng đam mê nha anh em. Nó đam mê xe rồi yêu xe. Thôi ôi dán tem GT nè. 26 năm anh em Kiên Giang mua về biển này ok đó. Biển này nó không thì là nó không tứ quý, không ngũ quý, không có sảnh, nhưng mà những cái con số nó hàm chứa cái nghĩa may mắn nhiều lắm đó anh em. À, 26 năm quá đã, đẹp quá, đẹp anh em, nhìn xa xa tưởng quy không à, hay đó ha. Nãy giờ mấy chiếc rồi? Hết nhớ rồi, hết nhớ rồi đấy mà. Ngày này 32, ngày 26 năm, ngày 26. À, thằng này bán cho anh em Bạc Liêu 19 năm ha. Hồ sơ xiết thì đưa cò tự làm đi anh em. Xe này anh em ra dọn đầu bò cục máy nó phơi lắm nha anh em. Nó. Xe này đúng zin luôn đó. Nó chưa có làm gì chứ. Đúng zin màu xám lông chuột luôn, 19 năm. 19 năm có giá hết anh em ha. Này 13. Còn này quên rồi. Này bán đại đi 39 triệu. Rồi, ok. Anh em nào cần liên hệ cho Trường Sang giùm phép nha anh em. Xin chào anh em.